chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Pink House thực hiện. Hoàng Oanh rất là vui khi hôm nay được đứng cạnh với tiến sĩ Phạm Thị Thúy một lần nữa ạ. Xin chào MC Hoàng Oanh, xin chào các quý vị khán giả tại trường quay và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, hôm nay có một điểm chung giữa những người khách mời trong chương trình của chúng ta và cả Hoàng Oanh nữa. Đó là chủ đề nói về xót con sao cho đúng. Và ngay bây giờ thì không thể nào thiếu các khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị dành tràng pháo tay thật là lớn để chào đón đến chương trình ca sĩ Thanh Ngọc. Thanh Ngọc xin chào chị Thúy, chào Hoàng Oanh và quý vị khán giả của chương trình Quyền Năng Phái Đẹp nữa. Và cuối cùng chúng ta không thể thiếu được một quý ông, mà quý ông này lúc nào cũng luôn mang đến tiếng cười cho mọi người. Hãy chào đón nghệ sĩ Long Nhật. Anh Long Nhật chào em gái Hoàng Oanh. Dạ. Chào chuyên gia Phạm Thị Thúy. Đặc biệt là chào cô em gái ruột của tôi, Thanh Ngọc. Dạ em chào. Và Long Nhật không quên chào tất cả khán giả ở trường quay cũng như khán giả đang xem đài trong chương trình Quyền Năng Phải Đẹp. Các anh chị ơi, ngày hôm nay chúng ta đều có một điểm chung là chúng ta đã là các bậc phụ huynh rồi. Hoàng Anh cũng không biết là ai trong chúng ta có nhiều con nhất ha. Hoàng Anh mới có một bé thôi. Ngọc cũng mới có một bé thôi. À, chị Thúy là hai bé. Rửa là anh Long Nhật quảng quân rồi. Bốn. Wow. Người ta nói là làm cha làm mẹ thì tất cả mọi thứ mình đều muốn dành cho con. Và đặc biệt là mình rất là hay xót con. Con chỉ cần bị chút xíu gì đó thôi mà không mong muốn thôi là mình sẽ rất là đau lòng và muốn bảo vệ con hết mức có thể. Em với chị Thanh Ngọc là xót 1, chị Thúy xót 2, anh là xót 4 lận. Thì mình có kinh nghiệm nào để xót con sao cho đúng không ạ? Cái chuyện mà xót con đó thì anh Long Nhật là phải nói là đề nhất thiên hà rồi. Long Nhật rất là chiều con. Chắc chắn ngày hôm nay lớp học của chúng ta sẽ rất là thú vị và sôi động. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tình huống đầu tiên quý vị nhé. Vô đây với mẹ. Có gì con có nói thẳng nói thật dạ. Nha con. Dạ rồi. Dạ, chào chị. Chị là phụ huynh của bé Ngọc phải không ạ? Đúng. Mời rồi chị đó. Vào văn phòng nói chuyện nha. Không có vô văn phòng gì hết á. Bây giờ cô xử lý việc này ngay tại đây cho tôi đi. Tại sao vậy hả? Nhà trường cái kiểu gì mà để cho con tôi bị hả bạn đánh như vậy vậy hả? Dạ, nhà trường cũng đã nhận được phản hồi của chị về chuyện không may xảy ra giữa hai cháu. Có gì mình cứ bình tĩnh nói chuyện, nhà trường nhất định sẽ tìm hiểu kỹ và có một phương án xử lý hợp lý cho mình ạ. Cái gì mà bình tĩnh? Nếu như mà cô là tôi đi, cô coi nè, con tôi bị xô đẩy té chạy như vậy thì cô có bình tĩnh được không? Còn đây, Huy phải không? Tại sao vậy hả? Con có quýnh bạn, con dưới đẩy bạn thôi à. Trời ơi, đánh bạn rồi bây giờ hả? Còn chối nữa hả? Bây giờ cô phải xử lý cái chuyện này cho ra ngô ra khoai nha. Không á là tôi sẽ đưa cái trường này nè lên mạng xã hội, nói rằng là cái trường này dung túng á cho người bạo hành học đường như vậy đó nha. Chị ơi chị bình tĩnh. Cái gì người lớn mình cũng từ từ, nghe tụi nhỏ nói mới đã. Nhiều khi chỉ là hiểu lầm giữa bạn bè với nhau thôi. Hiểu lầm kiểu gì? Hiểu lầm kiểu gì mà con tôi bây giờ bị như vậy hả? Bây giờ sao? Con nói cho con nghe đi, tại sao con lại đánh bạn như vậy? Bây giờ cô á gọi ngay phụ huynh của bạn Huy này lên đây cho tôi, để tôi gặp mặt coi phụ huynh dạy con cái kiểu gì mà để cho vô trong trường đánh bạn như vậy. Con không muốn đánh bạn. Bạn á, nãy lúc đó bạn đi vô cái chỗ mấy bạn nam đá banh á, đá banh bay lại mặt bạn, con đẩy bạn ngay cho bạn khỏi bị thương mà. Ngọc, có phải vậy không? Dạ, con cũng không có biết nữa. Nhưng mà con đang đi thì con thấy bạn đó đẩy con á mẹ. Tại lúc đó bạn vừa đi, bạn vừa đọc chuyện, mà không có để ý với bộ. Ngọc. Dạ. Con lại vừa đi vừa đọc chuyện không nhìn đường nữa hả? Dạ. Tụi nhỏ nó nói vậy rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Huy nó có ý tốt, chứ đâu phải là nó muốn xô bạn té đâu chị. Dạ, chị ạ. Ngọc, thưa cô về con. Dạ, xin chào cô đi. Không sao nha con. Thưa quý vị, rõ ràng là trong một lúc nóng giận bất chợt thì bà mẹ đã nhận xét không đúng về tình huống vừa xảy ra. Không biết là ý kiến của quý vị như thế nào ạ? Xin mời. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Vi. Chuyện trẻ con đi học và bị bạn bè bắt nạt thì dạo gần đây được nhắc đến rất là nhiều. Là một người mẹ thì tôi rất là đồng cảm với người mẹ trong tình huống này luôn.
Nếu như mà mình không xử lý một cách cứng như vậy á, thì cái chuyện này sẽ còn tiếp diễn với con mình một lần nữa. Dạ, cảm ơn chị. Có ý kiến khác không ạ? Xin chào tất cả mọi người, em tên Hoàng. Theo em nghĩ thì người phụ nữ lúc nào cũng sót con, nên mắt bình tĩnh hơn người nam giới. Cách tốt nhất để cho người chồng liên hệ với nhà trường để hỏi đầu đuôi sự việc ra sao, vì chuyện đâu còn có đó. Cảm ơn anh. Có ai làm con mà thấy mẹ mình nổi giận rồi sợ, mẹ có lần nào sợ không? Dạ, xin mời chị. Xin chào MC và tất cả các khách mời. Mình tên là Uyên. Qua cái tình huống này, mình rút ra được cái kinh nghiệm là chuyện gì chưa có ngọn ngành và đầu đuôi câu chuyện, và thông tin chưa chính xác, thì cho dù có sót con cỡ nào đi nữa thì không có nên có những cái hành động vội vã như thế. Cảm ơn chị. Hai chị em mình là giống như là những bà mẹ trẻ đó. Chắc có khi là mình sẽ thiếu kinh nghiệm trong việc kiểm soát cơn giận hơn là những người đã làm cha mẹ lâu năm. Đúng rồi. Chị Ngọc có bao giờ trong tình huống này chưa chị? Bé Uẩn cũng mới đi học thôi. Chị cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều trong cái việc mà xử lý cái chuyện của bé ở trường hết. Nhưng mà cái vấn đề sợ bị bạn bắt nạt ở trong trường là cái vấn đề lúc nào cũng lo. Tại vì dạo gần đây bạo lực học đường cũng được đưa lên mạng xã hội khá nhiều. Mình cũng thấy có nhiều trường hợp như vậy. Thật sự ra làm cha mẹ nào cũng xót con, cũng thương con hết trơn á. Với những tình huống tương tự như vậy á, đó cũng là một cái dịp để mà mình có thể dạy dỗ con mình để cách cư xử như thế nào. Bởi vì con mình sẽ học theo mình là người lớn, mình là cái tấm gương để con mình soi. Nếu mà mình cư xử lịch sự, đàng hoàng, tử tế, nói chung là bình tĩnh, và mình giải quyết có hợp tình hợp lý, con mình nó sẽ học hỏi theo. Chẳng hạn như tình huống hồi nãy, nếu như Ngọc là bà mẹ đó, thì trước tiên Ngọc sẽ hỏi hai đứa nhỏ trước là cái chuyện gì đã xảy ra. Và mình vào trường mình cũng phải lịch sự với thầy cô giáo, chứ không có phải là mình kiểu hùng hùng hổ hổ. Tại vì mình cũng đâu có biết chuyện gì xảy ra. Nói chung là mình xót con mình trước. Mình thấy trời ơi con bị cái gì vậy, chảy máu hay bầm tay này nọ. Mình trời mình xót quá. Nhưng mà mình vô mình phải từ từ, khoan đã. Tại vì nóng là hư bột hư đường hết. Mình hỏi trước hai đứa nhỏ, xong rồi sau đó mình yêu cầu là mình sẽ nói chuyện với phụ huynh của cái bé đã bắt nạt con mình trước cái đã, để phụ huynh nói chuyện với con của họ coi như thế nào. Rồi mình sẽ nói chuyện với phụ huynh, người lớn nói chuyện với nhau. Mình là người lớn, mình không thể nào mà mình vô mình ào ào rồi mình la con nít, mình la đứa bé nó như vậy. Nó rất là sợ, tội nghiệp nó. Con người ta cũng quý mà. Đúng rồi. Chứ đâu phải là con mình số một. Khi mà mình ngồi đây, khi mình nhìn cái tình huống thì mình sáng lắm. Thấy rõ ràng là phải nên làm cái gì đúng, cái gì sai. Nhưng mà mình khi mình trong cái tình huống đó là tự nhiên mình phát hỏa lên đó chị. Mình là một bản năng của người mẹ là mình cứ muốn bảo vệ con thôi. Em nhớ có một lần mà con em chưa đi học gì hết, mới có 3 tháng rồi mọi người. Sáng ngủ dậy thấy mũi chích 5 đốt. Em nói, ba má, bây giờ mình mua thuốc xịt mũi về, mang em bé qua nhà ông bà cố, đóng cửa lại hết xịt cho tất cả mũi côn trùng đồ chết hết đi. Kiểu vậy, như là mình đúng rất rồi. Là dữ dằn. Không biết sao lúc đó có con xong mình dữ như vậy. Trong tình huống này là chị Ngọc nói cái điều mà chính xác nhất, đó là khi mà mình làm bất cứ một cái hành động gì á, là con nít bắt chước ngay và học ngay. Cho nên là phải hết sức cẩn thận. Giống như là trước khi mình nói cái gì mình cũng phải uống lưỡi 7 lần á, phải không? Nhưng mà đâu phải ai cũng có cái thời gian như vậy. Tại vì bây giờ mình ngồi đây là mình đang là cái người ở cái vùng sáng bên ngoài, thì mình nói có vẻ tài lắm. Nhưng mà khi mà đùng chuyện nó xảy ra đó, bản thân Nhật là người Huế nè, anh rất là hiền lành, lúc nào anh cũng mềm mại, ngọt ngào, cứng chiều con. Mà cũng may là nhờ bà xã anh. Nhưng mà trong nhà là có một người đôi khi nó còn rộn ràng ào ào hơn anh nữa. Đó là ông ngoại. Ông ngoại của mấy đứa nhỏ, là tại vì mấy đứa nhỏ nhà Long Nhật là không ở trong Huế về nội, mà Long Nhật gửi hết cho ngoại. Mấy mươi năm anh Nhật đi hát, sinh ba bốn đứa con đều giao trong ngoại cả. Mà có một điều Long Nhật cũng thưa luôn là bố của Long Nhật ở ngoài Hải Phòng là không có con trai. Và khi thằng Bim nó xuất hiện trong nhà đó, là nó giải quyết được cái giấc mơ của ngoại. Ba là người Hải Phòng, một cái người miền biển, tính tình rất là tốt, hào khí, nhưng mà ào ào. Nên anh luôn luôn nhắc là ba ơi, phải từ từ, con mình nhiều khi nó cũng hư lắm, chứ không phải là nó là thiên thần, nó là ngọc ngà như ba tưởng tượng. Nó đang ngoài trường, nó cũng số bàn, nó con trai, nó cũng nghịch ngợm vậy. Nên phải luôn luôn lắng nghe. Mọi cái đều có thể giải quyết được bằng lời nói, với một cái sự thiện chí, từ từ, lịch sự, văn hóa. Còn nóng giận là nó không giải quyết được gì hết. Hồi nãy anh có nghe Vi nè, Hoàng nè, Uyên, mọi người khán giả đều có cái ý kiến rất là hay. Và nhưng mà anh thì không đồng ý với em Hoàng, là em Hoàng nói là
phải dành cho cái người bố để người bố ôn hòa này kia, còn những ba mẹ là ao ao là anh không đồng ý đâu nè. Người bố mà dịu dàng ôn hòa là anh không nhận nè. Được, em thấy cũng có nhiều trường hợp là ông bố là nóng hơn bà mẹ luôn, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp ba mẹ ao ao hơn ông bố. Nhưng mà ở đây là phải nhờ chị Thúy giúp cho chị mẹ ở trong cái hoàn cảnh này, tại vì rõ ràng là do chị giận quá, thế là chị cũng kích động. Và quả thật là tình huống vừa rồi nó phổ biến ngoài xã hội đây. Và những người mẹ, những người bố trong tình huống đó là dễ nổi giận lắm. Thứ nhất là cha mẹ nào cũng sát con, đấy là một cái tâm lý hết sức là bình thường và hiển nhiên thôi. Chúng ta là người ta nói là ruột đau con sót mà, thành là cha mẹ con cái giống như dứt ruột đẻ ra đó, cho nên là cha mẹ nào cũng cưng con nhất và lo cho con nhất, quan tâm đến con mình nhất. Và rất đồng ý với Thanh Ngọc rằng là con mình là vàng bạc thì con nhà người ta cũng là vàng bạc, cũng quý như thế đó. Vậy thì mình trước khi mình xử lý bất kỳ chuyện gì, mình phải nghĩ cho người khác trước, đặt mình ở địa vị người khác trước. Nếu như trường hợp này mà người mẹ chỉ cần là chịu khó lắng nghe mỗi bên, ví dụ lắng nghe con mình nói đầu tiên, sau đó lắng nghe cậu bé nói, xong lắng nghe cô gái giáo nói, xong rồi mới xử lý tình huống thì tốt hơn rất là nhiều. Trong rất nhiều trường hợp thực tế mình thấy đấy, nếu như chỉ cần chịu khó nghe nhau thôi, biết lắng nghe thôi, thì mọi chuyện nó không bao giờ có bạo lực xảy ra. Đúng như anh Long Nhật nói, mình phải biết lắng nghe. Đúng mình rồi. Biết nói, đàm thoại, nói chuyện, thì mọi chuyện sẽ luôn luôn có cách. Nếu như trong trường hợp vừa rồi mà không chỉ dừng lại thương con mình mà phải biết thương con người nữa, thì tôi tin rằng bà mẹ sẽ không xử lý như vậy. Cho nên là xử sự với nhau trên cái tình yêu thương chung đó, thương con người nói chung và thương mọi đứa trẻ nói chung á, thì chắc chắn những người bố người mẹ sẽ có cách xử lý khác, chứ không xử lý vội vàng để cái cơn nóng giận nó lôi mình đi như thế. Cho nên có lẽ là bài học rút ra trong tình huống này là kiểm soát cơn nóng giận và biết học cách yêu thương tất cả những đứa trẻ và trân trọng mỗi đứa trẻ cũng giống như con mình vậy. Vậy thì anh hy vọng là trong cái diễn tiến tiếp theo đây sẽ có một cái kết thúc có hậu hơn cho câu chuyện này, vì ở đây thì anh vẫn chưa thấy xót con xong rồi thì con có được cái lợi ích gì và con có học được điều gì hay không. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp câu chuyện ngày hôm nay quý vị nhé. Ủa con gái, sao con ngồi ở đây, thay đồ đi học đi chứ, làm gì ngồi buồn hiu vậy? Mẹ con chán quá à. Con không muốn đi học nữa đâu. Ủa tại sao vậy? Bộ ở trường ai bắt nạt con nữa hả? Dạ không phải. Chứ làm sao con lại chán? Nói cho mẹ nghe nè, nếu như mà có ai bắt nạt con á là con phải nói cho mẹ nghe liền, mẹ sẽ vô đó giải quyết cho con, nghe chưa? Chứ con không có được mà chịu đựng như vậy, nghe không? Làm gì có ai bắt nạt con đâu, giờ ai cũng sợ con hết, đâu có ai chịu chơi với con. Ủa tại sao? Mẹ nhớ là bình thường ở trường á là con được mấy bạn rất là thích chơi chung với nhau mà. Cũng tại mẹ hết chứ ai. Sao lại tại mẹ? Giờ con nổi tiếng, có bà mẹ giữ nhất trường rồi. Mấy bạn nói ai mà đụng như con là bị xử đẹp hết. Tại sao mấy bạn lại nói con vậy? Thì tại cái chuyện không bộ của con với bạn Huy đó. Thì tại vì bữa đó mẹ tới đón con, xong rồi mẹ thấy con bị chạy xước, mẹ xót con cho nên mẹ mới chạy vô trong trường để làm cho ra chuyện. Mẹ sợ là con bị mấy bạn đánh, xong rồi con không tự biết bảo vệ bản thân mình thì mẹ bảo vệ con thôi. Giờ thì ai cũng nói mẹ bạn Ngọc dữ lắm. Thì bây giờ ai nói gì mẹ không quan tâm, kệ người ta. Tại vì á, đây á là mẹ sanh con ra, mẹ nuôi con, mẹ lo cho con từng ly từng tí. Bây giờ mẹ xót con không được hả? Mỗi khi đến chùa mấy bạn có chỉ trỏ trỏ con, rồi nói cục cưng của mẹ, con cưng của mẹ này kia. Thôi mẹ biết rồi, bữa đó là do mẹ nóng tánh. Được rồi, mẹ sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng mà mẹ hỏi con nè, bây giờ mẹ thấy con bị như vậy, mẹ xót con không được hả? Học nữa đâu. Trời bé Ngọc, con với chả cái, xót con mà cũng không được nữa à. Thấy tội nghiệp em bé quá mọi người ha. Có nghĩa là chỉ một chút nóng giận của mẹ có vài phút thôi, nhưng mà cuối cùng là con lại bị bạn bè không có chơi chung, mà có thể là sẽ là một thời gian dài nữa thì mới có thể hàn gắn được cái tình cảm này. Quý vị khán giả cảm thấy như thế nào về tình huống vừa rồi ạ? Xin mời em. Xin chào chị MC, ba vị khách mời cũng như toàn thể khán giả. Em tên là Hân. Thì qua cái tình huống vừa rồi á, em lại có thêm được một cái kinh nghiệm trong cái hành trình nuôi dạy con của mình. Biết là ba mẹ nào thì cũng sẽ thương con, xót con, muốn dành những điều tốt nhất cho con của mình. Tuy nhiên nếu như mà mình thương con nhiều quá sẽ gây ra một cái phản ứng ngược, là mình sẽ có thể làm tổn thương con.
Dạ, xin mời ý kiến khác ạ. Xin chào mọi người, tôi tên là Phương. Theo tôi nghĩ thì người mẹ này nên bình tĩnh, vì trước khi giải quyết mọi cái vấn đề, nếu mà thấy cái chuyện không đáng thì cũng nên cho qua, chứ không có nên ầm lên như vậy thì không có hay lắm. Xin mời một ý kiến khác ạ. Dạ, em xin chào MC và ba vị khách mời. Dạ, em tên là An. Em xin nêu quan điểm của mình là cha mẹ thương xót con là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên thì phải biết kiểm soát cái hành động của mình. Dạ, xin cảm ơn ạ. Thật sự là trong tình huống vừa rồi thì mình thấy là bé có chút tổn thương. Nhưng mà em thấy vẫn còn may mắn nha. Là bé biết là cái việc đó là nó không nên. Và cái tình huống này là nó đang tiêu cực. Nhưng mà có những cái bé được mẹ chiều hư thì sao? Tự nhiên bé nó sẽ luôn luôn trong tư thế là mình quan trọng hơn bạn khác. Và mình luôn là nạn nhân của mọi vấn đề. Ít ra cô bé này cảm thấy tổn thương và nói cho mẹ biết, để mẹ có thể nhìn nhận lại và điều chỉnh. Phải không anh Long Nhật? Cái trường hợp này nó quá giống như là gia đình của anh Nhật luôn. Bản thân anh Nhật thì lúc nào cũng nhún nhường, cũng nhu mì, cũng nói điều hay lại phải cho con là nghe. Bà xã thì là rất là nghiêm khắc kỷ luật. Hai vợ chồng rất là khổ một cái là ông ngoại. Lúc nào ba ngoài nhà cũng, ví dụ như là thằng Bim là có cái chuyện gì đến trường, hay là bạn nó mượn cái dù không trả, hay là có cái duy để bực mình, là ông ngoại luôn luôn đây là nàn nhà nó ở đâu, tao tới tận nhà nó. Ông bà thương con mình là một cái điều rất là hạnh phúc, mình rất là mừng nhé. Nhưng mà chính trong cái mừng này có cái lo. Anh luôn luôn nói với bố mẹ là ba ơi, như vậy là nó sẽ vừa dẫm. Mà cũng may là thằng con anh á, là nó, khi nó bắt đầu vào đại học, học hết cấp 3, và nó nói là ngoài đừng có để cho con vừa dậm ngoài nhiều quá, rồi ngoài làm như vậy là con không lượng lên được. Con ỷ lại ngoài, mà mọi việc ngoài phải từ từ, chứ đâu phải lúc nào con cũng đúng hết đâu. Có những khi con bực mình, con về con nói với ngoài như vậy, nhưng đôi khi cái lúc con nói là một cái suy nghĩ khác. Lúc đó con bực mình, con giận thằng bạn con, hay là con giận thầy cô giáo, con về con tâm sự cho ngoài chỗ đã. Nhưng mà tới chiều con nghĩ lại là con thấy con không đúng. Nên là nó luôn luôn tâm sự với anh. Vậy là bé ngoan quá chứ. Thằng Bim nó rất là biết chuyện. Có một người bạn của em á, cũng thấy là mà chị thấy em hình như em hơi bao bọc con em nhiều. Tại vì thật sự là em muốn cho con biết là cái tình thương của mình dành cho con, muốn yêu thương con nhiều hơn. Nhưng mà chị bạn em thì nhắc là em nên nhớ là ở nhà ông bà ngoại cũng đã rất là chăm sóc, đã rất là yêu thương rồi. Và con em là con trai nữa, thì em lại càng phải mạnh mẽ để cho con học được cái đức tính đó. Thì sau này hồi xưa là con mà té một cái là em lại em ôm. Nhưng mà bây giờ con té là con có sao không? Nếu mà không sao thì con tự đứng lên tự đi. Tự đứng dậy. Đó, có nghĩa là từ những cái chuyện nhỏ hẳn như vậy, con biết thì sau này con sẽ tự lập hơn. Và thật ra tự lập là cũng tốt cho bé nữa. Thì mình không phải lúc nào cũng có thể ở bên bảo vệ cho con được. Đối với chị Ngọc thì em nghĩ là cũng sẽ có nhiều cái lo toan giống như vậy ạ. Đúng rồi, chị cũng là một người gọi là chị đã xác định từ ban đầu luôn. Chị có nói với ông xã chị, có nghĩa là anh ơi, em là em nhiệm vụ em đẻ, nhưng mà nhiệm vụ nuôi là của anh. Tại vì em chắc chắn là em sẽ rất chiều con, em sẽ không có nghiêm khắc. Chẳng hạn như trong cái việc mà nó đang chơi ở trong nhà, những cái góc nhà của mình á, là mình đã chuẩn bị mình cái chỗ nhọn là mình cũng đã lấy đồ mình bọc lại rồi, mấy cái chỗ mà dễ té thì mình cũng đã dẹp vô này kia nọ. Cho nên khi qua nhà ông bà ngoại chơi thì ông bà ngoại đâu có như vậy, đâu có che lại. Cho nên lúc nào mình chị cũng kè kè đi theo hết. Mình sợ nó té ngã, mình phải, tại vì nó chưa có hiểu được mà, nó chưa biết được mà, làm sao mà cho nó thể tự, kiểu giống như là cho nó té đi rồi nó mới biết được là như thế nào, hay là nó mới học hỏi được này nọ. Nhưng mà không, thôi đau lắm, không thôi không muốn như vậy. Mình còn lắm. Đúng rồi, mình sẽ đi theo nó để mình canh nó, rồi mình sẽ dạy nó từ từ. Em nghe chị Ngọc nói một ý rất là hay, đó là hai vợ chồng là cũng phải phân vai với nhau, có người mềm thì có người cứng, để cho con biết sợ, đúng không? Đóng vai ông thiện và ông ác. Dạ đúng rồi. Có một cuốn sách rất là mỏng thôi, cuốn có tên là Bạch Vân Gia Huấn của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Trong đấy có một câu đại ý nói là nghề làm cha mẹ là nghề khó nhất trên đời. Và qua tâm sự mọi người thấy khó không? Mình thương con, mình xót con, nhưng mình dạy con kiểu gì đây? Cho nó phân định được đúng sai, cho nó trở thành người tử tế và nó không có hư hỏng. Đúng là chiều con thì con hư đó, ai cũng biết đó. Nhưng mà để mà dạy con cho đúng á, cái ranh giới đúng sai nó vô cùng khó. Khó lắm anh Long Nhật. Em cũng dạy hai đứa con và em cũng làm công tác nghiên cứu cũng như giảng dạy và tham vấn tâm lý về vấn đề này nhiều năm, và em thấy Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm nói quá đúng. Nghề làm cha mẹ là nghề khó nhất trên đời, khó hơn bất kỳ một nghề nào trên đời. Các em có đồng ý với Long Nhật không? Mình cái lý trí mình nói như rửa,
Yeah. Mình biết cái điều đó đúng. Yeah. Nhưng mà cái cơn yêu thương là tới đó. Đúng rồi. Mà cái đứa nhỏ nó hay làm cho mình rung động lắm. Em có so sánh các phương pháp giáo dục khác nhau đó, thì giữa cứng rắn với lại thương yêu á, thì thực sự thương yêu, dù có thương yêu quá đi chăng nữa, nó vẫn có giá trị vô cùng lớn trong việc nâng đỡ cái tâm hồn của đứa trẻ. Những đứa trẻ mà được thương yêu á, nó đều là một những đứa trẻ sau này là những đứa trẻ sống rất là hạnh phúc. Thì quay trở lại cái tình huống của chúng ta hôm nay đó, thì xót con sao cho đúng đó. Thì quả thật là bây giờ cái nạn bạo lực học đường là đang có thật. Nhất là bây giờ còn thêm cái bạo hành ở trên mạng nữa, chứ không phải chỉ bạo hành bên ngoài. Đó, cho nên nếu mà bố mẹ không có đủ bình tĩnh và không có đủ tỉnh thức đó, thì rất là dễ cư xử sai. Và cư xử sai thì hậu quả thì mưu thương con một nhưng mà hại con 10. Như tình huống chúng ta vừa xem là hại con 10 đấy. Đứa bé nó bị tổn thương trong trường học, nó bị bạn bè tẩy chay, rồi có khi thầy cô giáo cũng e ngại cái người mẹ phụ huynh như thế nữa. Cho nên thật sự là thương con như vậy bằng 10 hại con. Vì thế mà phụ huynh trong mọi trường hợp xin hãy lưu ý là hãy đầu tiên là phải giữ bình tĩnh trước, sau đó là lắng nghe ba bề bốn bên để nào nắm bắt thông tin. Khi thông tin đủ rồi mình mới bắt đầu đến mình gặp người có trách nhiệm. Ví dụ đó là gặp phụ huynh này, gặp thầy cô giáo này, rồi sau đó mình mới tìm ra một cái giải pháp nào cho hai làm sao không phải chỉ đơn giản là dừng bạo lực mà làm cho các con nó biết cách giải quyết vấn đề. Nó biết đâu là đúng đâu là sai và lần sau nó không có phạm lại. Cho dù đó là con mình là người bắt nạt hay con mình là người bị bắt nạt thì nó cũng phải học được bài học từ cái tình huống đó. Tôi rất là mong là trong những cái tình huống mà không may như vừa rồi đó, cha mẹ phải dạy cho con cách cư xử, cách giải quyết mâu thuẫn, cách để hợp tác với bạn, cách để xử lý xung đột với bạn. Chứ không phải là đơn giản là đến để trả thù, đến để la mắng, đến để chửi con người ta, đến để bắt phụ huynh kia phải học cách dạy con. Như vậy nó rất là vô lý. Con nít nó sai, mình bắt nó sửa sai. Dạ. Bản thân mình người lớn, mình sai mình cũng phải sửa sai vậy. Cảm ơn các khách mời và tiến sĩ Phạm Thị Thúy rất nhiều. Chị đã đưa ra rất nhiều những cái logic và những giải pháp hữu ích để quý vị phụ huynh chúng ta có thể tham khảo. Và ngay bây giờ hãy cùng điểm qua những quan điểm rất là thú vị trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Mình là người lớn, mình là cái tấm gương để con mình soi. Nếu mà mình cư xử lịch sự, đàng hoàng, tử tế, nói chung là bình tĩnh và mình giải quyết có hợp tình hợp lý, con mình nó sẽ học hỏi theo. Mọi cái đều có thể giải quyết được bằng lời nói với một cái sự thiện chí, từ từ, lịch sự, văn hóa. Còn nóng giận là nó không giải quyết được gì hết. Có những cái bé được mẹ chiều hư thì sao? Tự nhiên bé nó sẽ luôn luôn trong tư thế là mình quan trọng hơn bạn khác. Đầu tiên là phải giữ bình tĩnh trước, sau đó là lắng nghe ba bề bốn bên để nào nắm bắt thông tin. Khi thông tin đủ rồi mình mới bắt đầu đến mình gặp người có trách nhiệm. Ví dụ đó là gặp phụ huynh này, gặp thầy cô giáo này, rồi sau đó mình mới tìm ra một cái giải pháp làm sao không phải chỉ đơn giản là dừng bạo lực mà làm cho các con nó biết cách giải quyết vấn đề. Nó biết đâu là đúng đâu là sai và lần sau nó không có phạm lại. Cho dù đó là con mình là người bắt nạt hay con mình là người bị bắt nạt thì nó cũng phải học được bài học từ cái tình huống đó. Thưa quý vị, tình yêu thương của cha mẹ đối với con luôn luôn dạt dào và vô bờ bến phải không ạ? À? Nhưng chúng ta học cách làm sao sót con cho đúng để con trẻ khôn lớn nên người. Hoàng Anh xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy, nghệ sĩ Long Nhật và ca sĩ Thanh Ngọc cũng như tất cả quý vị khán giả đã rất là rơm rã đóng góp ý kiến trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc cho quý vị có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nuôi dạy nên những em bé thật là thông minh lanh lợi nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19 giờ 15 phút vào thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào tất cả quý vị ạ. Tôi rất là mệt mỏi với mẹ tôi luôn á. Đừng có bức xúc như vậy. Gia đình á là để yêu thương mà, đúng không? Bà thấy tôi có cảm nhận được bất cứ cái tình yêu thương gì từ nhà của tôi không? Mẹ con đi làm thì con rất là mệt. Tại sao con cũng một bữa ăn đàng hoàng con cũng không có? Cái gì nó cũng có lý do của nó hết. Mà mình không biết lý do mình đã nóng vội mình đưa ra cái cảm xúc của mình trước là cái điều không đúng. Chúng ta sinh ra trong gia đình như thế nào chúng ta không có được quyền lựa chọn. Nên gia đình sẽ hạnh phúc khi chúng ta yêu thương, chia sẻ, đáp ứng nhu cầu của nhau, nhưng trong đó chúng ta cũng cùng gánh vác cái trách nhiệm thì nó mới giải quyết được vấn đề.